Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổ chức Quỹ Nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phan Văn Bách. Đại sứ Mỹ nói Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ con đường tương lai. Triều Tiên chuyển sang xác định lại Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Nhật Bản giáo diết giải cứu nạn nhân động đất trong lúc tử vong tăng lên ít nhất 82 người. Giới y tế Gaza nói thương vong tiếp tục tăng dưới bom đạn của Israel. Chiến tranh kéo dài khiến Ukraine tính chuyện thay đổi luật động viên quân dịch. Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và điều tra ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam loan báo hôm 4 tháng 1. Tin cho hay, công an bắt ông Vượng, 61 tuổi, chỉ 3 ngày sau khi ông nhận quyết định nghỉ hưu, khi họ mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ông Vượng giữ chức Thứ trưởng Công Thương từ năm 2015 đến năm 2020, chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin và phát triển thị trường. Sau đó ông nhận công tác khác và nghỉ hưu, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ và VnExpress. Cách đây 2 tháng, trong khuôn khổ vụ án nêu trên, công an đã bắt 6 người thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong đó đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện thuộc EVN. Vào năm 2020, giữa lúc có đại dịch COVID-19 và khi ông Vượng còn là Thứ trưởng, Bộ Công Thương báo cáo rằng EVN lỗ hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong sản xuất, kinh doanh điện, nhưng lãi hơn 4,7 nghìn tỷ đồng trong các hoạt động khác, theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vào tháng 2 năm 2022. Tin tức trên báo chí Việt Nam trong năm ngoái cho hay, Tập đoàn Điện lực nhà nước này lãi hơn 14.700 tỷ đồng vào năm 2021, song thua lỗ tới hơn 26,2 nghìn tỷ đồng, tức hơn 1,1 tỷ đô la vào năm 2022 và dự kiến chịu lỗ xấp xỉ 24,5 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 1 tỷ đô la trong năm 2023, dù EVN đã tăng giá điện 2 lần trong năm qua. Tổ chức Quỹ Nhân quyền HRF lên án mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Phan Văn Bách, người vừa bị Công an Hà Nội bắt tạm giam 3 tháng nhưng không tiết lộ cáo buộc. Tổ chức nhân quyền có trụ sở New York của Mỹ đưa ra lời kêu gọi này trên trang mạng xã hội X hôm 3 tháng 1, cùng ngày gia đình ông Bách đến trụ sở cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội và nhận được một thông báo về việc tạm giam ông sau hơn 5 ngày bắt giữ. Bà Nguyễn Thị Yêu, vợ ông Bách, nói với VOA rằng ông bị bắt từ hôm 29 tháng 12, nhưng cơ quan chức năng không đưa ra lệnh bắt. Bà cho biết ông Bách trước đây từng bị công an mời làm việc, nhưng cuối ngày thì cho về nhà. Anh ấy có lên trên đấy 1-2 lần, nhưng mà thường là anh sẽ đi xong rồi đến chiều là anh ấy về. Chứ anh không phải bị ở lại lâu như thế này. Chồng em từ lâu rồi ông không làm cái gì cả mà không hiểu sao lại tự nhiên lại bị như thế ạ. Theo HRF, ông Bách, một nhà hoạt động nhân quyền và cựu thành viên của kênh YouTube Trấn Hưng TV, lên tiếng chỉ trích chính quyền và tham gia một số cuộc biểu tình ôn hòa, bao gồm cả các cuộc biểu tình phản đối các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Vào tháng 3 năm ngoái, ông Lê Văn Dũng, người điều hành kênh Trấn Hưng TV, bị phạt 5 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hàng loạt các blogger và các nhà hoạt động Việt Nam gần đây bị chính quyền bắt giam theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tức Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, hay tuyên truyền chống phá nhà nước, tức Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu và lên án việc chính quyền bắt giam họ để bịt miệng các tiếng nói ôn hòa. Ngược lại, chính quyền Việt Nam cho rằng họ luôn đảm bảo các quyền con người cho mọi người và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper nói rằng tương lai của hai nước gắn chặt với nhau. Thành công của Washington cũng là thành công của Hà Nội và hai dân tộc cùng chia sẻ con đường tương lai tương đồng. Đây là nhận định mới nhất của nhà ngoại giao Hoa Kỳ trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đến Việt Nam, nơi thu hút sự chú ý của cả Washington và Bắc Kinh trong năm vừa qua khi hai cường quốc tranh giành quyền lực.
Đại sứ Napper nói với Thông tấn xã Việt Nam hôm 3 tháng 1 rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái thực sự là một tuyên bố công khai về niềm hy vọng và mong muốn của hai nước phát triển mối quan hệ trong tương lai. Theo đại sứ Mỹ, chuyến thăm của Tổng thống Biden cũng là lời khẳng định tương lai của hai quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau và rằng thành công của mỗi nước cũng là thành công chung của hai phía. Đề cập đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp trong chuyến thăm của ông Biden, ông Napper nói rằng hiện nay Hoa Kỳ và Việt Nam là những đối tác có con đường tương đồng và chia sẻ con đường tương lai giữa hai dân tộc, hai nước. Thông điệp đầu năm của ông Napper không nhắc đến Trung Quốc, nhưng dường như ông không muốn Washington chịu thiệt thòi trong phần góp cho con đường tương lai của Việt Nam mà Bắc Kinh đang dẫn trước. Vào tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam xác lập định vị cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu định hướng mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng với nền tảng là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập từ 15 năm trước. Ngay sau khi Việt Nam gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh, một người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 18 tháng 12 nói, mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam không phải nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào, theo Reuters. Xin chào mọi người. Trong video tổng kết năm 2023 đưa ra tuần trước, ông Napper nói rằng Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời đề cập đến việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam trang thiết bị trị giá 8,9 triệu đô la để tăng cường an ninh hàng hải. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, các nhà vườn tại phường Thới An, quận 12 Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị chăm sóc cho vụ hoa Tết lớn nhất năm. Nhà vườn ở nơi đây thường trồng rất nhiều loại hoa. Cũng 7-8 loại hoa nè, dừa cạn nè, cẩm chướng nè, rồi cát tường nè, cúc nhám nè, cúc đó nè, rồi hực dược nè, hướng dương nè. Rồi mồng gà nè, rồi cúc ruby nữa, cũng 7-8 loại á. Đang nắng vậy, ví dụ mưa phải không, là mình phải đi tưới xương lại chứ mấy là nó bị nấm cây chết gốc, nó chết cây hết. Tình hình kinh tế chung còn khó khăn, nên các nhà vườn đã giảm sản lượng hoa sẽ bán ra ở mùa Tết này. Nông dân ta làm mặc dù nghề nghiệp thiệt, nhưng mà ta làm ít thôi. Ta nhắm liệu cơm gấp mắm, thí dụ ta làm năm mấy năm ta làm 10.000, năm nay chỉ có người làm 5.000, 3.000, không chừng có người làm 5-3 ngàn, làm để có để làm thôi, có công việc để làm thôi. Các nhà vườn trồng hoa đều mong những tuần lễ cuối năm mưa thuận gió hòa, hoa nở kịp Tết và tình hình kinh tế ổn định hơn để người dân và nhà vườn có thể ăn Tết rộn ràng hơn, dự kiến đến khoảng 25 tháng chạp mới đoán định được sức mua. Năm nay ít chỉ mấy ngàn chậu à, chứ người ta giảm nhiều lắm. Nói chung là năm nay người ta giảm 50% á, tại biết sao năm rồi là bán cũng còn rớt luôn nhiều lắm. Năm nay với kinh tế nó đi xuống nên ta cũng không dám trồng. Với năm nay trồng bông đồ nó cũng khó, nó cũng chết nhiều lắm. Giá vật tư phân bón tăng cao nên hiện các chủ vườn vẫn còn nghe ngóng giá thị trường, chưa quyết định giá bán. Nói chung cái lượng hoa năm nay làm đẹp. Nhưng mà người nông dân vẫn quan mang. Họ làm bông đẹp được. Nhưng mà cái giá thị trường nó như thế nào đây? Họ có thể lấy được, có kiếm được một số tiền để họ ăn Tết hay không? Họ còn hoang mang vấn đề đó lắm. Ông Lê Phước Lâm nói thêm rằng, năm nào cũng vậy, các nhà vườn nơi đây, ngoài chuyện bỏ sỉ cho giới thương lái, họ còn mang hoa của vườn nhà mình ra tham gia bán lẻ tại các điểm chợ Tết từ tuần lễ cuối của tháng chạp ở địa phương. Thank you.
Các quan chức Bộ Y tế Gaza loan tin, pháo kích của Israel giết chết 16 người Palestine hôm 4 tháng Giêng tại Khan Yunis, khu vực ven biển phía nam dải Gaza, nơi đông đúc dân di tản từ các nơi khác đang trú ẩn tại đây. Một quan chức cho hay, trong số những người thiệt mạng có 9 trẻ em. Họ cho biết, đạn pháo của Israel đã rơi xuống gần những căn lều do người dân di tản dựng lên trong khu vực. Đoạn phim của Reuters cho thấy, một hố bom lớn với những mảnh vụn xung quanh ở khu vực Amawasi của Gaza, nơi cuộc tấn công xảy ra. Các thi thể được bọc vải và túi xếp thành hàng bên ngoài bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, nơi mọi người tụ tập để cầu nguyện. Đoạn phim lan truyền trên các phương tiện truyền thông Palestine cho thấy một số thi thể được quấn chăn bên trong nhà xác của một bệnh viện ở Khan Yunis. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết trụ sở của họ ở Khan Yunis đã bị tấn công, khiến một người thiệt mạng và những người khác bị thương. Quân đội Israel báo cáo có một số cuộc đụng độ ở Khan Yunis, nơi Israel từng nói đang cố gắng tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas ẩn náu ở đó. Cùng ngày 4 tháng Giêng, quân đội Israel công bố một đoạn video phơi bày các đường hầm của Hamas ở Khan Yunis. Trong video, người ta nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Do Thái nói rằng lối vào đường hầm được tìm thấy gần một nhà thờ Hồi giáo. Không thể xác nhận địa điểm hoặc ngày tháng mà đoạn phim được quay. Cuộc chiến của Israel chống lại Hamas sắp tròn 3 tháng, trong lúc quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột đang lan rộng ra ngoài Gaza, kéo theo bờ Tây do Israel chiếm đóng, lực lượng Hezbollah ở biên giới Liban, Israel và các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ. Quân đội Ukraine hôm 4 tháng Giêng công bố video quay cảnh giao tranh dữ dội gần Sinkivka thuộc vùng Kharkiv, miền đông Ukraine. Lực lượng lục quân Ukraine nói đoạn video quay cảnh xe quân sự và xe tăng của Nga tiến về phía Sinkivka, một số bị phi đạn Ukraine phá hủy. Trong một trong những đoạn clip này, người ta nhìn thấy những người lính trèo ra khỏi một chiếc xe tăng đang cháy âm ỉ. Reuters xác nhận vị trí bằng cách bố trí đường và các đặc điểm địa hình trong video khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực, nhưng không thể kiểm chứng độc lập ngày quay video. Một cơ quan truyền thông Ukraine dẫn lời chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, Trung tướng Oleksandr Sersky, hôm 28 tháng 12 cho biết họ đã tiêu diệt một xe tăng Nga, 3 xe bọc thép chở quân và 30 binh sĩ Nga trong cuộc tấn công vào Sinkivka. Nga nắm giữ các vùng lãnh thổ ở phía đông và phía nam Ukraine, và cuộc chiến này chưa có dấu hiệu kết thúc khi sắp tròn 2 năm ngày Nga xua quân vào xâm lược Ukraine. Nga mô tả cuộc phản công của Ukraine được phát động vào giữa năm 2023 là một thất bại. Tình hình chiến tuyến không mấy thay đổi trong những tháng gần đây. Một ủy ban quốc hội Ukraine họp hôm 4 tháng Giêng để xem xét những thay đổi đề nghị đối với quy định huy động lính nhằm cho phép Kiev triệu tập nhiều binh sĩ hơn và thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại việc trốn quân dịch trong lúc cuộc chiến với Nga kéo dài. Các đề nghị này đã vấp phải sự chỉ trích từ công chúng và một số chính trị gia. Ủy viên nhân quyền của Quốc hội nói rằng một số đề nghị là vi hiến. Ukraine bắt đầu chiến dịch động viên sau khi ban bố thiết quân luật vào tháng 2 năm 2022 khi Nga xâm lược. Lúc đầu có rất nhiều chiến binh tình nguyện, nhưng số lượng đã giảm dần. Theo Bộ trưởng Nội vụ, 9.000 vụ án hình sự đã được truy tố về các trường hợp trốn quân dịch. Ông Zelensky tháng rồi tuyên bố, quân đội đã đề nghị động viên thêm 450.000 đến 500.000 lính. Dự luật đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt đối với những người coi thường luật động viên, quy định cách thức thường dân bị huy động đi lính trong thời gian thiết quân luật. Những người không tuân thủ luật sẽ bị đưa vào danh sách và phải đối mặt với những hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản, bị cấm đi ra nước ngoài và bị từ chối cho vay. Họ cũng có thể bị đình chỉ các phúc lợi và dịch vụ của nhà nước, bị hạn chế sử dụng ô tô và lấy bằng lái xe. Một dự thảo luật khác được đệ trình đồng thời đề nghị tăng đáng kể mức phạt đối với hành vi không đăng ký tại văn phòng quân dịch, coi thường quy định về động viên và luật về nghĩa vụ quân sự. Dự luật cũng đưa ra mức án tù từ 3 đến 5 năm đối với những người từ chối kiểm tra sức khỏe của quân đội. Dự thảo luật đề nghị hạ độ tuổi được động viên tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25. Động thái như vậy sẽ cho phép Ukraine triệu tập thêm quân để bổ sung lực lượng trừ bị. Con số này chưa được công bố vì lý do an ninh. Quốc hội đã thông qua sự thay đổi này vào mùa xuân năm ngoái, nhưng không có hiệu lực vì ông Zelensky không ký. Gần đây ông cho biết, ông sẽ ủng hộ sự thay đổi như vậy nếu có các lập luận bênh vực. Văn phòng động viên sẽ có thể thực hiện các cuộc gọi động viên trực tuyến tới mọi người qua email hoặc qua một số nền tảng điện tử khác. Một bước như vậy có thể sẽ khiến việc trốn tránh các nhân viên động viên hiện đang cấp giấy triệu tập trên đường phố hoặc gửi đến nhà dân trở nên khó khăn hơn.
Dự luật đề nghị cho giải ngũ những binh sĩ đã phục vụ liên tục trong 36 tháng, trong thời gian thiết quân luật. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm đối với gia đình các quân nhân đã chiến đấu với Nga gần 2 năm và kiệt sức. Hiện tại, không có giới hạn về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời chiến. Thiết quân luật cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước và những người đã ở nước ngoài hiện không thể được triệu tập. Dự luật đề nghị theo dõi những người ở nước ngoài và yêu cầu họ phải đăng ký quân dịch cập nhật qua các văn phòng quân dịch. Dự luật nói rằng các dịch vụ lãnh sự như cấp hộ chiếu sẽ yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đăng ký quân dịch của họ. Hàng ngàn lính cứu hộ ở Nhật tăng tốc tìm kiếm những người còn sống sót trong trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Tại thành phố Wajima, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phải mất 44 giờ mới cứu được cụ ông ngoài 80 tuổi này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 4 tháng Giêng cho biết còn nhiều người còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Ông nói thêm rằng khoảng 7.000 nhân viên cứu hộ hiện đang hướng tới hoặc đã ở bên trong vùng động đất. Tình hình khu vực bị ảnh hưởng rất khó khăn, nhưng từ góc độ cứu người, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cứu hộ và cung cấp viện trợ cứu mạng sống cho càng nhiều người càng tốt trước khi không thời gian 72 giờ quan trọng kết thúc vào tối nay. Sau 72 giờ, các quan chức cấp cứu lo ngại tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống. Tại vùng Ishikawa bị ảnh hưởng nặng nề, đường phố ngổn ngang những đường dây điện rối rắm và tàn tích của tòa nhà cháy đen sau trận hỏa hoạn tàn phá Wajima. Nhà chức trách cho biết viện trợ vật chất đã được đưa đến, nhưng nhiều người sơ tán phần lớn vẫn bị cắt nguồn thực phẩm, nước, điện và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng và thời tiết xấu. Hàng ngàn bữa ăn và nước uống được gửi tới đó không đủ cho 11.000 người sơ tán. Hàng trăm người xếp hàng chờ thực phẩm như Kyoko Kinoshita, người đang ở tại một trung tâm sơ tán. Không có nước máy, không có nhà vệ sinh và chúng tôi không thể rửa tay. Có những đứa trẻ nhỏ ở trung tâm sơ tán và nỗi lo lớn nhất của tôi là chúng bị nhiễm COVID hoặc cúm, các loại bệnh đang lây lan. Mức độ thiệt hại từ trận động đất và sóng thần do động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng. 30 ngôi làng vẫn không thể tiếp cận được. Một số hàng cứu trợ đã được chuyển qua đường biển thay vì đường bộ vì các quan chức cho biết nhiều con đường đã bị chặn. Tuy nhiên, các tàu lớn hơn không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto vì đáy biển bị vênh sau trận động đất, theo lời thống đốc Ishikawa cho biết hôm 4 tháng Giêng. Triều Tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc, ban hành những thay đổi, về cơ bản, sẽ coi miền Nam như một quốc gia riêng biệt, thù địch. Theo các nhà phân tích, động thái này sẽ phá vỡ chính sách đã tồn tại hàng thập niên và có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Seoul trong một cuộc chiến tranh trong tương lai. Cho đến nay, Triều Tiên không thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc, quốc gia có cùng nguồn gốc dân tộc. Giờ đây thì trong các quy định liên quan đến nhà nước, Triều Tiên đã có lý do chính đáng để sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các nước thù địch bất cứ lúc nào. Điều này đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang hơn bao giờ hết. Ông Moon Jae-in cho biết thêm, có vẻ như Triều Tiên hiện đang coi quan hệ liên Triều là một khái niệm phụ của quan hệ Mỹ-Triều. Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, cả hai quốc gia đều có chính sách đối xử với nhau khác biệt so với các nước khác. Điều này bao gồm việc dựa vào các cơ quan và bộ đặc biệt trong quan hệ liên Triều hơn là các bộ ngoại giao của họ, cũng như thực hiện các chính sách nhằm thống nhất hòa bình trong tương lai theo mường tượng một quốc gia duy nhất với hai hệ thống. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại cuộc họp đảng cuối năm vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng việc thống nhất hòa bình là không thể và ám chỉ việc thay đổi quan hệ với cái mà ông gọi là kẻ thù. Chúng ta cần thiết lập một lập trường mới về chính sách thống nhất và quan hệ liên Triều. Bây giờ chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối quan hệ với Hàn Quốc. Ông cũng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền Nam trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Không rõ mức độ thay đổi về mặt tổ chức ra sao. Một số nhà phân tích cho rằng những tuyên bố của Triều Tiên chỉ đơn giản phản ánh thực tế hai nước có sự chia rẽ và chênh lệch sâu sắc. Họ dự đoán rằng giờ đây những ngôn từ này phản ánh chặt chẽ hơn hiện trạng, khó có khả năng xảy ra sự thay đổi lớn trong mối quan hệ vốn đã đối nghịch giữa hai miền Triều Tiên.
Đây là hình ảnh thường thấy vào thời điểm này tại các cửa tiệm của người Việt trong trung tâm thương mại Eden, ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Khá nhiều người tới đây mua sắm Tết sớm và rất nhiều mặt hàng phục vụ Tết như các loại mứt, hạt dưa, bánh chưng, bánh tét hiện cũng đã được bày bán nhiều. Các tổ chức hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt cũng đang tất bật chuẩn bị cho các hoạt động chào đón Tết Giáp Thìn. Trong văn phòng nhỏ của mình, hôm nay anh Hoàng Long đang tính toán cân đối lại khối lượng công việc mà nhà Việt Nam nhận lời tham gia trong các chương trình Tết sắp tới. Thì có hai tổ chức lớn là bên De La Seaport của nhà thờ La Vang, chúng tôi tham gia với họ. Và bên Maryland là cũng có hội ái hữu người Việt Maryland, họ tổ chức, chúng tôi cũng tham gia luôn. Và hiện tại chúng tôi đã được bên chính quyền của Fairfax, họ mời để tham gia những biểu diễn dịp Tết. Thường thì trong suốt khoảng thời gian kéo dài hơn một tháng, từ đầu tháng Chạp cho tới mùng năm Tết, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường xuyên có nhiều sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hội chợ Tết và nhiều hoạt động khác nhau để chào đón cái Tết truyền thống của dân tộc. Anh Hoàng Long cho biết, ngoài việc tổ chức các hoạt động phục vụ đồng hương trong dịp Tết Nguyên đán, một số tổ chức xã hội như Nhà Việt Nam đang hướng tới việc phối hợp với chính quyền các quận hạt, giới thiệu cái Tết Việt đến với các cộng đồng sắc dân khác. Và đây là một hướng đi rất quan trọng trong vài năm gần đây. Thứ nhất là vấn đề là văn hóa. Mình cũng giới thiệu vấn đề văn hóa của người Việt Nam mình cho mấy nước ngoài họ biết. Bởi vì đôi khi họ cũng chẳng hiểu người Việt Nam là cái gì hết. Chẳng biết người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội mình cũng truyền đạt cái văn hóa người Việt Nam mình. Một số hội nhóm, đặc biệt là các tổ chức do các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt điều hành, những năm gần đây cũng có nhiều nỗ lực để giới thiệu cái Tết Nguyên đán tới với các bạn sinh viên thuộc các cộng đồng sắc dân khác. Và đây là xu hướng đang đặc biệt được khuyến khích thay vì chỉ tổ chức các hoạt động trong cộng đồng gốc Việt. Tôi luôn luôn khuyến khích là các hội đoàn của chúng ta nên làm cái gì đó để mà đưa cái gọi là cái văn hóa của chúng ta vào cái xã hội của Mỹ. Tại vì đây nói chung là đây là đất nước thứ hai của chúng ta. Thì chuyện làm rất là có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ lên làm vậy thì người ta sẽ biết được cộng đồng Việt chúng ta như thế nào và cái sự đoàn kết của chúng ta này để mà chúng ta có thể có được một cái tiếng nói hay là chúng ta đòi hỏi một cái gì đó thì người ta có thể đáp ứng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Điều này là điều rất là đáng nên làm. Một cái Tết đang đến gần với các gia đình người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhiều người cao niên đã tranh thủ trang trí nhà cửa sớm để có thể tận hưởng không khí Tết tại gia dài hơn. Không ít người cũng đang háo hức chờ để được tham gia vào các hoạt động giới thiệu Tết truyền thống của người Việt tới với các cộng đồng sắc dân khác trong xã hội Mỹ. Bởi tại những chương trình như vậy, ai cũng có thể vui vẻ và tự hào chia sẻ những nét đặc trưng trong văn hóa Việt nói chung và cái Tết Việt nói riêng. Hình dáng nổi bật và vị trí tuyệt đẹp của đền thờ Hồi giáo Faiza ở Pakistan thu hút sự ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những tín đồ lẫn những người hiếu kỳ. Tòa nhà nằm ở dãy Magala dưới chân Himalaya là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 5 trên thế giới. Từ trên không có thể nhìn thấy cấu trúc to lớn của nhà thờ Hồi giáo Faiza nằm sâu trong dãy núi phía chân dãy Himalaya. Khi công trình xây dựng được hoàn thành vào năm 1986, hình dáng khác lạ của đền thờ và việc đền thờ này không có mái vòm đã gây ra chia rẽ quan điểm. Nhìn từ một góc độ nhất định, tòa nhà có hình dáng như một kim tự tháp bên trong những ngọn tháp mỏng cao 79 mét. Công trình kiến trúc này được đặt theo tên vua Faiza bin Abdul Aziz của Ả Rập Xê Út, người có công hỗ trợ và tài trợ cho dự án xây dựng đền thờ Hồi giáo quốc gia của Pakistan. Tòa nhà là thiết kế của kiến trúc sư người Thổ Nhĩ Kỳ Vedat Dalokay. Ông đã giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế về xây dựng đền thờ này. Kiến trúc sư Janhakir Khan Sefal là cựu chủ tịch của Hội đồng Kiến trúc sư khu vực châu Á, còn được gọi là Acacia. Ông nói thiết kế của đền thờ có mái dốc hình vỏ sò tám cạnh, tạo thành điện thờ hình tam giác và cho biết chiếc đèn chùm vàng lộng lẫy trong đền thờ là quà tặng của Trung Quốc cho Pakistan. Ông tin rằng đền thờ Hồi giáo này là một trong những đền thờ ấn tượng nhất vì kích thước rộng lớn với sức chứa khoảng 300.000 tín đồ. Khuôn viên xung quanh đền thờ có đủ chỗ cho 200.000 người. Quả thực, đền thờ Hồi giáo Faiza là một đền thờ mang tính biểu tượng. Hồi nhỏ tôi chỉ được đọc về nó từ sách vở. Tôi chỉ nhìn thấy nó từ hình ảnh của người thân. Khi đến đây và cảm nhận vẻ đẹp này, hoàn toàn khác biệt với thế giới của chúng ta.
Năm 2023, cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ hai và tương lai về một nền hòa bình vẫn còn mờ mịt. Các cuộc đảo chính quân sự đã gây bất ổn ở nhiều khu vực ở châu Phi, đồng thời các cuộc chiến tranh mới và chết chóc lại nổ ra ở Sudan và Trung Đông. Liên Hợp Quốc đã đạt được rất ít thành công trong việc ngăn chặn máu đổ. Điều này đặc biệt khó khăn bởi vì các loại xung đột mà Liên Hợp Quốc phải đối mặt trong năm qua chính xác là những loại xung đột mà Liên Hợp Quốc không có đủ phương tiện để can thiệp. Đó là những cuộc xung đột giữa các thành viên thường trực lớn của Hội đồng Bảo an. Và khi những quốc gia đó tham gia, phạm vi hoạt động của Liên Hợp Quốc vô cùng hạn chế. Đó là bởi vì Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các lệnh trừng phạt và các công cụ khác mà Hội đồng Bảo an có thể sử dụng để duy trì hòa bình và an ninh. Trong năm 2023, sự chia rẽ địa chính trị ngày càng gia tăng do cuộc chiến của Nga ở Ukraine và sự ủng hộ của Washington đối với cuộc chiến của Israel chống lại Hamas. Bầu không khí trong Hội đồng Bảo an giờ đây rất độc hại. Tổng thư ký Antonio Guterres đã không thể tháo gỡ thế bế tắc bằng cách viện dẫn vào tháng 12, điều 99 hiếm khi được sử dụng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc để thúc ép Hội đồng yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn nhân đạo. Hoa Kỳ phủ quyết yêu cầu của ông và Israel kêu gọi ông từ chức. Những nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thực địa cũng không có nhiều tín hiệu khả quan. Lực lượng mũ nồi xanh của tổ chức này đánh dấu 75 năm hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm 2023. Nhưng lễ kỷ niệm diễn ra khi Mali và Cộng hòa Dân chủ Congo yêu cầu các lực lượng Liên Hợp Quốc rời khỏi lãnh thổ của họ và khi Haiti kêu gọi một đội quân quốc tế giúp ổn định đất nước, chứ không phải là lực lượng của Liên Hợp Quốc. Ở châu Phi, các nhà lãnh đạo đang hướng nhiều hơn đến lực lượng từ các khối khu vực để giải quyết các cuộc xung đột khủng hoảng cận Sahara. Điều này, cùng với ngân sách khổng lồ hàng năm lên tới hơn 6 tỷ đô la của lực lượng gìn giữ hòa bình, đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả, giá trị và sự cần thiết của các nhiệm vụ hiện tại và tương lai. Trong tương lai, điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên hợp tác với các quốc gia thành viên là đảm bảo các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc khi được triển khai sẽ phù hợp với mục đích đề ra. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là để bảo vệ hòa bình, không phải để thực thi pháp luật. Đó là một loại hình hoạt động khác. Một khoảnh khắc đầy hy vọng đã đến tại Hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai. Các đại biểu lần đầu tiên đã đồng ý về sự cần thiết phải tránh xa nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Với tình trạng biến đổi khí hậu làm gia tăng các thảm họa thiên nhiên, xung đột và các cú sốc toàn cầu khác, Liên Hợp Quốc đã được kêu gọi nhiều hơn để huy động việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi thấy rằng, ngay cả khi không gian chính trị bị thu hẹp, để có thể làm trung gian cho các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột hoặc khủng hoảng nhân đạo, thì vẫn có tiềm năng thực sự để thực hiện những công việc quan trọng, có ý nghĩa trên quy mô nhân đạo. Nhưng nó phải được tài trợ, nó phải được hỗ trợ để có được tác động lớn nhất. Trong suốt hàng chục năm qua, đã có nhiều tiếng nói kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc, trong đó bao gồm việc mở rộng số lượng thành viên của Hội đồng Bảo an, nhằm phản ánh đúng thực tế hiện nay. Liên Hợp Quốc đã bị tê liệt trong thời gian dài vì chiến tranh lạnh. Vì vậy, việc nó một lần nữa trải qua thời kỳ khủng hoảng không có nghĩa là nó đã chết. Tôi nghĩ thực sự cần phải suy nghĩ về cơ cấu của Liên Hợp Quốc và cách thay đổi chúng. Theo các nhà phân tích cho biết, vấn đề là có rất ít sự đồng thuận về cách thay đổi tổ chức theo hướng tốt hơn. I further draw the attention of the forum adopted unanimously by all United Nations member states in 2015. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA Tiếng nói từ Hoa Kỳ.